Thưa quý vị, trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021, sáng nay hơn 1.200 thanh niên ưu tú thành phố Đà Nẵng lên đường tổng quân nhập ngũ với tinh thần phấn khởi tự hào, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ với Tổ quốc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung đến dự và động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Không khí phấn khởi, hào hứng là những gì nhóm phóng viên thời sự Đài Đà Nẵng TV cảm nhận được tại các điểm giao nhận quân trong ngày hội lớn của thành phố, ngày hội tổng quân lên đường của những thanh niên ưu tú thành phố Đà Nẵng. Trước những yêu cầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, buổi lễ giao nhận quân năm 2021 được các địa phương tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo tính trang nghiêm và an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm thì hơn 170 tân binh cũng như là đông đảo người nhà của tân binh đã có mặt tại khu vực quảng trường trung tâm hành chính quận Liên Chiểu để sẵn sàng cho buổi lễ giao nhận quân năm 2021. Và để đảm bảo cái an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thì năm nay lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức ngắn gọn nhưng mà vẫn đảm bảo cái không khí trang nghiêm nhằm tạo khí thế cho các tân binh lên đường tham gia làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí thiêng liêng trước giờ nhập ngũ, các tân binh đều mang trong mình niềm tự hào và nhiều cảm xúc đan xen. Song tất cả đều chung một quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với quê hương đất nước, xứng đáng với niềm tin của địa phương và những người thân yêu. Trách nhiệm của thanh niên đến tuổi thì tiếp bước con đường cha anh bảo vệ Tổ quốc. Nên là em sẽ cố gắng lên đường hoàn thành thật tốt mọi mục tiêu đặt ra. Đi với một sự thực hiện tốt nghĩa vụ để khi đi hoàn thành tốt xuất sắc nhất có thể. Nguyện đơn vị thì em quyết tâm hoàn thành đúng nhiệm vụ và hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao từ cấp trên. Để các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đều đã tổ chức thăm hỏi tặng quà, nhất là động viên những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, 100% thanh niên nhận lệnh đợt này đều an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Chính vì vậy mà người thân, gia đình, bạn bè của các tân binh đã đặt nhiều kỳ vọng các tân binh sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó. Tâm trạng sáng nay của em thì thứ nhất là mình cũng đi xa nhà thì mình cũng nhớ. Nhưng mà đến khi vào quân ngũ rồi thì tất nhiên là mình phải quyết tâm để rèn luyện là cho mình bảo vệ đất nước mình. Thì tôi cũng khuyên cho các cháu, tức là lên đường phát huy truyền thống của bậc cha mẹ, các vị tiền bối, làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi về để xây dựng địa phương. 1.269 thanh niên ưu tú Đà Nẵng năm nay sẽ tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó có 3 nữ. Các tân binh nhập ngũ vào 7 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 4 đơn vị thuộc Quân khu 5. Tuổi đời tân binh bình quân từ 18 đến 27. Số tân binh có trình độ trung học phổ thông trở lên chiếm gần 61%, trong đó có 4 đảng viên. Đặc biệt, tỷ lệ tân binh trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên tình nguyện nhập ngũ đạt hơn 20%. Nhận thức rõ nhiệm vụ của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, nhiều thanh niên ưu tú đang là sinh viên đại học cũng quyết định tạm gác lại việc học, tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Trong đó, số sinh viên tham gia nhập ngũ nhiều nhất là quận Hải Châu. Tôi là sinh viên đại học Duy Tân, tôi bảo lưu kết quả để đi nghĩa vụ quân sự năm 2021. Rất vinh dự và tự hào được đi giao nghĩa vụ quân sự. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong môi trường quân đội. Thưa quý vị, theo thống kê từ các địa phương thì năm 2021, thành phố Đà Nẵng có khoảng 20% thanh niên có trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ và được nhận lệnh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, quận Hải Châu chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 30% thanh niên. Điều này cho thấy chất lượng đội ngũ tân binh ngày càng được nâng cao, hứa hẹn một kỳ huấn luyện thật nhiều kết quả. Trước tiên là rà soát nắm chắc các thực lực số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự và tổ chức các bước đúng quy trình tuyển chọn của công dân nhập ngũ. Về số lượng và chất lượng đến nay thì đã bảo đảm. Phường chúng tôi đón mừng là 171 thanh niên nhập ngũ là đều là đảm bảo được cái thứ nhất là về số lượng chỉ tiêu trên giao và thứ hai
chất lượng về thanh niên là cơ bản đảm bảo tốt hơn năm này, tốt hơn năm 2020 cũng như những năm trước. Nhờ chủ động chuẩn bị chu đáo, các đơn vị địa phương đã phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân đúng hướng dẫn, đảm bảo trang trọng, an toàn tuyệt đối, đạt 100% chỉ tiêu cũng như đảm bảo chất lượng. Đến 8 giờ 30 phút sáng nay 27 tháng 2, lễ giao nhận quân kết thúc, các tân binh lên đường về đơn vị. Họ lên đường mang theo những kỳ vọng của người thân, bạn bè, của chính quyền địa phương để khi về với đơn vị mới, các thanh niên ưu tú sẽ phát huy truyền thống gia đình, địa phương, an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, có thể nói, nhờ chuẩn bị chu đáo, ngày hội tổng quân năm 2021 của thành phố Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp, vừa tạo không khí hân hoan phấn khởi cho ngày hội lớn của đất nước, của thành phố, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta hy vọng những thanh niên ưu tú, những tân binh của đợt tuyển quân đầu năm 2021 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của thành phố Đà Nẵng, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.